Tấn Long Tiger thổi bùng khoảnh khắc cuồng nhiệt ngoại hạng Anh trên các cộng sport. Pháo thủ Thành London đang bước ra khỏi đường hầm của pháo đài Emirates, nơi mà họ đã thắng 20 trong số 24 trận ở Bắc London trong năm 2024. Và hôm nay Arsenal đang hướng đến mục tiêu hoàn tất chiến thắng thứ 400 trên sân nhà ở ngoại hạng Anh trước một đội bóng mới thăng hạng là Southampton. Với việc Timber gặp chấn thương trước trận đấu này, Thomas Partey đã được xếp chơi ở vị trí hậu vệ phải. Ross Stewart có trận ra mắt đầu tiên cho câu lạc bộ sau hơn một năm. Cầu thủ người Scotland này phải vật lộn với chấn thương. Bukayo Saka, cột xa đánh đầu, rất nguy hiểm. Gabriel Jesus không vào. Dipling không vượt qua được Bukayo Saka. Walker Peter dứt điểm ngay, chưa đủ khó với thủ thành David Raya. Declan Rice rất nhịp nhàng. Gabriel Jesus, Kai Havertz dứt điểm. Một lần nữa thì những tình huống phòng ngự lăn xả của hàng thủ bên phía Southampton đã khiến cho những cú dứt điểm của Arsenal dễ dàng hơn rất nhiều trước khi nó nằm gọn trong tay của thủ thành Ramsdale. Raheem Sterling, Declan Rice, Bukayo Saka. Cú đá quá bổng của Bukayo Saka. Gabriel thử vận may ở cự ly khoảng 30m trung tâm lệch phải. Bukayo Saka. Saka. Jorginho, cơ hội cho Jorginho, không vào. Pha dứt điểm có lẽ là tốt nhất kể từ đầu trận đấu của đội chủ nhà Arsenal. Nhưng cho đến lúc này thì họ vẫn chưa thể làm khó được hơn với thủ thành Ramsdale. Kai Havertz, Bukayo Saka, Thomas Partey không vào, vẫn không vào. Người đã bằng vào dứt điểm bồi là Raheem Sterling. Những pha truy cản của Jan Vedadek đã khiến cho góc dứt điểm của Raheem Sterling hẹp đi rất nhiều rồi. Và sau tình huống cản phá vừa rồi thì có vẻ như là Aaron Ramsdale đã bị đau. Gabriel Jesus. Jesus không vào. Dipling dứt điểm, cơ hội không vào. Thiếu chút nữa thì Fernandes đã có thể làm tung mảnh lưới của David Raya. Một nỗ lực đi bóng tuyệt vời của Dipling đã mở ra cơ hội dành cho các cầu thủ Southampton. Và đó là lời cảnh tỉnh cho hàng thủ của Arsenal. Họ không được phép thực hiện những đường truyền thiếu lực, không phù hợp với đà băng lên của Smigara. Nhưng bóng đã trở lại với các cầu thủ Southampton. Đường truyền của Fernandes. Cameron Archer dứt điểm. Bissouma là 1-0 dành cho cầu thủ Southampton. Và đó là pha lập công của Fernandes. Rất bất ngờ. Hiệp 2 trôi qua được 10 phút thì đội bóng của huấn luyện viên Russell Martin đã có được bàn thắng mở tỷ số. Choáng váng là điều mà các cổ động viên của Arsenal đã cảm nhận được. Còn huấn luyện viên Mikel Arteta thì đứng bật dậy ở khu vực kỹ thuật của mình. Ông không thể ngồi yên được nữa. Đây là pha bóng mà các cầu thủ Arsenal cho rằng Fernandes đã phạm lỗi với Raheem Sterling. Người đã dứt điểm thành công không phải là Fernandes mà là Cameron Archer. Nhưng sau khi bàn thắng được ghi thì máy quay ngay lập tức chĩa vào Fernandes. Liệu rằng tình huống này thì Cameron Archer có việt vị hay không? Có hai yếu tố để cho các cổ động viên của Arsenal có thể tin rằng bàn thắng dọc bóng và những pha phối hợp của anh bị lạc nhịp. Kai Havertz dứt điểm, đi xa được quân mình 1-0.
nói rằng đội bóng của ông đang sở hữu một tiền đạo có thể ghi 20 bàn một mùa giải. Sự tin tưởng của huấn luyện viên người Tây Ban Nha dành cho Kai Havertz cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Hàng phòng thủ của Southampton đã chơi tuyệt hay cho đến khi họ để cho Kai Havertz xúc tung mạnh lưới của Ramsdale. Những sai lầm trong chuyển đổi trạng thái của Southampton đã khiến cho họ phải vào lưới nhặt bóng. Cú dứt điểm của Kai Havertz đã Bukayo Saka. Saka dứt điểm. Cú sút rất căng của Declan Rice, nhưng giống với cú dứt điểm ở trong hiệp 1 của Gabriel Magalhães hay là Bukayo Saka, bóng đã đi vào xa. Merino, Thomas Partey, cơ hội không vào. Bóng đập chân của Manning, nhưng rất tiếc là đó lại đưa trái bóng đi ra khỏi của Saka. Saka, Bukayo Saka, cơ hội, tỷ số là 2-1. Đó là bàn thắng của Gabriel Martinelli. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Mikel Arteta cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng. Và một lần nữa người ta phải nhìn nhận Arsenal theo một cái nhìn khác. Một đội bóng xứng đáng là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Họ đang biết cách để vượt qua được những thời khắc khó khăn. Kể từ đầu trận đấu đến giờ thì Bukayo Saka không phải có nhiều lần có thể vượt qua được các cầu thủ phòng ngự của Southampton để thực hiện được những quả treo bóng vào cột xa như thế này. Nhưng chỉ một khoảnh khắc hiếm hoi mà anh có thể làm được việc đó. Mọi thứ đã trở nên dễ dàng dành cho Martinelli. Mikel Merino có thể việt vị, nhưng Gabriel Martinelli thì không. Martinelli, và bàn thắng cuối cùng cũng được công nhận. Xoay sở rất hay trong phạm vi hẹp. Saka, Bukayo Saka, Saka không vào. Với tình huống kiến tạo cho Gabriel Martinelli, Deep Linh, khoảng trống cho Deep Linh, dứt điểm không vào. Có vẻ như bóng đã rơi vào cột dọc khung thành của David Raya. Cầu thủ trẻ bên phía Southampton đang chơi rất ấn tượng. Sau khi Armstrong vào sân thì Deep Linh đã có vào trung lộ đá như một tiền vệ công khá nguy hiểm. Trái bóng đã rơi vào xa ga khung thành của David Raya đến từ các cầu thủ tuyến sau. Còn đây là pha đá phạt góc của các cầu thủ Southampton đã đưa bóng dội sang ngang khung thành của David Raya. Người đã băng vào rất dũng mãnh là trung vệ Hartwood Bellis. Thời vận động Etihad đang là 3-2 nghiêng về phía Manchester City. Còn bây giờ là cơ hội ăn bàn dành cho Arsenal. Thosa không được. Dứt điểm. Bây giờ thì cách biệt đã là 2 bàn và đó là pha lập công của người mang băng đội trưởng cho Arsenal vào lúc này, Bukayo Saka. Một trận đấu mà Bukayo Saka vừa kiến tạo vừa ghi bàn cho Arsenal. Pha kiến tạo thứ 6 của mùa giải và bàn thắng thứ 2 ở mùa giải năm nay tại Ngoại hạng Anh cho Bukayo Saka. Leandro Thosa đã xử lý không thành công pha đi bóng của mình, nhưng nó lại mang lại cơ hội cho Bukayo Saka sau khi hai cầu thủ của Southampton đều đã chạm bóng không tốt. Và người đã mắc sai lầm là cầu thủ người Nhật Bản Sugawara. Và đúng lúc này thì trọng tài Harrington đã thổi còi khép lại trận đấu giữa Arsenal và Southampton. Mikel Arteta cùng các học trò đã viết lên lịch sử cho câu lạc bộ Arsenal với trận thắng thứ 400 trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh.
qua đó giành chọn 3 điểm và tiếp tục bám đuổi những đội dẫn đầu tại giải bóng đá ngoại hạng sau vòng đấu thứ 7, đó là Liverpool và Manchester City. Vẫn còn Tiger thổi bùng khoảnh khắc cuồng nhiệt ngoại hạng Anh trên các cổng Sport.